Mới đây, Bảo Anh mở một chuyên mục hỏi đáp để giao lưu với fan trên trang cá nhân. Đông đảo người hâm mộ để lại câu hỏi cho cô từ lĩnh vực ca hát, đời sống, tình cảm thậm chí còn nhờ cô giải bài tập. Giữa vô vàn câu hỏi thì những câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm của Bảo Anh được chú ý hơn cả, trong đó nổi bật là câu hỏi liên quan đến tình cũ Hồ Quang Hiếu và câu hỏi về người yêu mới. Cụ thể, một fan đã hỏi nữ ca sĩ, "Chị với anh Hồ Quang Hiếu khỏe không chị?" chị đừng block em nha. Em ăn cháo gà bên chị rồi. Thấy vậy, Bảo Anh Nhiệt tình trả lời, em không ăn chị cũng không block. Ai lại block Phan yêu thương mình mà lại còn duyên dáng nữa? Tuy vậy, giải đáp của nữ ca sĩ có phần không đúng trọng tâm câu hỏi của Phan. Nhiều người nhanh ý nhận ra rằng dường như Bảo Anh đang đánh lạc hướng để tránh nhắc tên Hồ Quang Hiếu. Một số người cho rằng Bảo Anh đang ngầm ám chỉ Phan duyên dáng khi hỏi về Hồ Quang Hiếu. Sau đó, một câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm tiếp tục được đặt ra cho cô. Chị nghĩ sao về người yêu cũ, chính là câu hỏi của Phan này. Một người kính tiếng về đời tư như Bảo Anh cũng đáp lại ẩn ý, chị chỉ nghĩ về người yêu mới thôi. Câu trả lời này của giọng ca anh muốn em sống sao khiến nhiều người mừng thầm vì cho rằng cô đã có tình mới sau 4 năm chia tay Hồ Quang Hiếu. Câu trả lời của nữ ca sĩ khiến người hỏi càng tò mò, thế chị đã có người yêu mới chưa? bên cạnh đó khi được hỏi sắp lấy chồng chưa bảo anh một lần nữa đánh chống lãng trước đó khi được hỏi về mối quan hệ với bảo anh hồ quang hiếu từng chia sẻ tôi và bảo anh lâu rồi không gặp nhau cũng không còn là bạn luôn tôi và cô ấy không còn liên lạc nữa tôi cũng không theo dõi những hoạt động nghệ thuật gần đây của cô ấy lâu lâu thấy trên mạng có clip thì vào coi một chút rồi đi ra nhiều chuyện chút xíu xem dạo này có thay đổi gì không vậy thôi Hồ Quang Hiếu đã có động thái dứt khoát sau nhiều đồng đoán, gương vỡ lại lành, chia tay làm bạn với Bảo Anh. Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu công khai hẹn hò vào năm 2016 sau nhiều lần lộ bằng chứng. Nam ca sĩ cho biết đã từng nghĩ đến chuyện cưới xin nhưng Bảo Anh không đồng ý vì còn quá trẻ. Sau đó đến tháng 10 năm 2017, cặp đôi xác nhận chia tay sau 2 năm hẹn hò với lý do không còn đồng điệu về quan điểm sống. Sau 4 năm chia tay, cặp đôi từng vài lần vướng nghi vấn yêu lại từ đầu nhưng đều lên tiếng phủ nhận. Hiện tại, Bảo Anh khá kín tiếng trong chuyện đời tư, chỉ tập trung vào sự nghiệp ca hát và diễn xuất. Về phía, Hiếu Bến Tàu, anh chia sẻ khi nào gặp một người khiến mình cảm thấy rung động, thấy vui thì sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Theo đất Việt,